Nhà con hết nước nên... Mày nói chuyện trong họng không vậy? Rồi giờ mày muốn gì? Dạ, con tắm ké nhà bà nội. Tại nhà con hết nước. Mày sao cứ la cháo hoài vậy con? Nè, nội cho con ăn bánh nè. Ngon dạ. Không? Dạ, con cảm ơn nội. Ừ, ăn đi con. Ừ. Đây, họ lau tóc cho. Dạ. Chú Út nói vậy thôi. Chứ chú Út không có ghét thì con đâu nghe không? Dạ. Đừng có sợ chú Út. À, nội ơi, má con thích ăn bánh quy này lắm. Chút nữa mà nội cho con mang mấy cái bánh về cho ba má con nha. Ờ, nội cho con nguyên hộp luôn ha. Im không rồi cho mày. Mày nhắc tới má mày nữa đó. Con bé khổ rồi bây giờ. Thôi mà con, dù sao thì hồi đó hai đứa bay cũng quen nhau mà. Má im đi, đừng có nói nữa. Chứ con bé nó có biết cái gì đâu mà con cứ trách nó hoài. Nội ơi, con sợ chú Út quá à. Sợ thì mày biết đi. Đi. Mày làm cái gì vậy hả trọng? Mày làm cái trò gì vậy hả? Con nó trả theo với tôi. Tôi là chú nó, tôi dạy nó được không? Nãy giờ tao đứng ở trong tao nghe hết rồi. Mày xạo với tao hả? Mặt trơ trơ cái mắt ghét. Nhà của tôi cũng làm gì tôi làm. Bây giờ mày tính cãi lý với tao đúng không? Bây giờ muốn cái gì? Thôi mà, hai đứa im đi. Má còn ngồi sờ sờ ở đây á. Mà hai đứa còn sùm vậy đó. Hai đứa con là anh em ruột với nhau mà. Sao cứ vậy hoài vậy? Bộ hai con không có thương má hả? Mày ra ngoài nói chuyện với tao. Thôi, con theo nội ra làm sao đi. Nội lấy hộp bánh khác cho con nha không? Dạ. Đi con. Cái gì? Ông làm gì ông đánh tôi? Tao là anh mày, tao có quyền. Nè, ông đừng có nghĩ lớn, ông muốn làm gì ông làm nha. Còn mày thì sao? Mấy lần mày đánh tao sao? Nó là con nít, tao thì nhịn được. Mắc mớ gì hôm qua nó đem cá kho qua cho mày, mày la nó mày chửi nó hả? Dạ con chào chú. Đi đâu của mày? Dạ con đem nồi cá kho qua cho bà nội. Nhà của tao á không có ăn đồ thừa của má mày. Mày đem về bỏ đi. Dạ đâu có, cái nồi này má con mới kho. Tao nói mày đem về bỏ đi. Đem về liền. Đi không? Tao đá cái bây giờ đi nè. Riết nhìn giống con gái mẹ của nó. Không ưa chút nào hết á. Ông về ông hỏi con vợ ông lại á. Bả thừa biết là tôi không có ăn cá. Đem qua đây làm cái gì? Ai ép mày ăn? Mày không ăn á để cho má ăn. Mắc mớ gì trước mặt nó mà mày nói tao đem đồ thừa qua cho mày. Rồi suốt ngày mày la mày chửi nó hoài vậy hả? Ông tưởng con gái con hiền lắm hả? Cái mặt nó giống con gái mẹ của nó. Nhìn chơi chơi thấy mắt ghét. Cứ lãng giải trước mặt tôi hoài à. À, mà ông về ông coi kỹ lại đi. Nó có phải là con của ông hay không? Chứ tôi thấy nó có giống con cháu nhà này. Mày! Sao? Sao? Mày ăn nói lại cho đàng hoàng nghe chưa? Mày ý gì? Ý gì hả? Con Huệ vợ của ông á là cái con nhỏ lăng loàn. Con nhỏ này nè, chưa chắc gì là con của ông đâu. Mày nói người ta thì mày biết nghĩ lại mình. Nếu mày chỉnh sửa thái độ á thì Huệ đã không phải bỏ mày đi rồi. Nếu nó bỏ tôi á thì nó đi lấy thằng khác đi. Mắc mới lấy ông làm gì? Chọc tức tôi hả? Mày uống rượu riết rồi á. Mày bị điên, mày bị khùng rồi. Ông nói ai đi? Nói ai đi? Tao mày đó. Sao? Trời ơi. Thôi, cho má can đi mà. Hai đứa. Nhìn em đi con. Nhìn cái gì má coi đó kìa. Đi. Biến ra khỏi nhà tôi liền. Cha con đi đi, đi về anh. Nhanh lên. Mày khỏi đuổi. Về đi con. Tiên, okay. Về con. Dạ. Về đi con, về đi ha. Đi. Đi về con. Con. Khùng. Em để đó anh dọn cho. Hai má con á xuống chuẩn bị qua nhà ngoại đi. Thôi, em dọn có chút xíu là xong mà. Thì mấy cái này anh dọn cũng được mà. Thôi đi đi, kẻo trễ bây giờ.
Sao ba không đi với hai má con? Ba ở nhà ba coi nhà, rồi ba coi đá banh luôn. Bữa giờ ở sớm mình mất trộm, ba đi không có yên tâm. Dạ. Con vô lấy cho ba ly nước được con? Dạ. Mà má ơi, hay là để con dẹp cái này luôn cho. Ừ, cảm ơn con gái. Dạ. Để dưới nha, lát ba rửa nha. Dạ. Em sao vậy? Cái chuyện chú chồng. Thôi em đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Anh hiểu em mà. Em không có gì sai hết. Còn cái chuyện của thằng Trọng á, từ từ á rồi nó cũng sẽ quên thôi. Nhưng mà em thấy hơn chục năm rồi, em thấy không có ổn đâu. Hay là mình bán nhà, mình đi chỗ khác ở đi anh. Anh cũng tính chuyện này mấy lần rồi. Nhưng mà thương má, sợ má nhớ bé Tiên. Hay là anh đón má qua ở chung với tụi mình, rồi để cho em tiền chăm sóc bé Tiên, chăm sóc cho má luôn. Rồi chú cũng không có bắt nạt bé Tiên nữa. Thôi được rồi, để anh tính kỹ lại. Thôi bây giờ em lo vô chuẩn bị đi, đi sớm về sớm. Dạ, em biết rồi. Trí đâu? Mày ra đây tao nói chuyện với mày. Trí, mày đâu? Cái thằng này nó lại nổi điên nữa rồi. Ra đây tao nói chuyện với mày chút xíu. Tao cho mày một bài học. Mở cửa ra cho tao. Tao muốn nói chuyện với mày. Làm cái trò gì vậy hả? Mày mở cửa ra. Thôi chịu, mày nói ai đi. Mày nói ai đi hả? Mày... hai đứa buông ra. Hai đứa buông ra đi. Mày buông ra đi. Để tôi tính chuyện với thằng này. Hai đứa mày định giết tao chết luôn hay sao chứ? Má coi đó, nó cầm gạch qua nó phá nhà con nè. Con nó có điên không? Má thấy chưa? Nó chửi tôi đó, má thấy chưa? Chị, má lại con. Con nhường em đi con. Mày muốn gì? Con nhìn nó bao nhiêu năm rồi má. Má thấy nó có thay đổi gì không? Gần 30 tuổi rồi, ăn chơi lêu lỏng. Ai ơi nói mày? Trời ơi. Mày muốn gì? Hai đứa con. Má lại hai đứa mà. Hai đứa mày muốn cho lối xóm cười vô mặt má đúng không? Trời ơi là trời. Thôi con, em nghe lời má về đi con. Má làm ơn má về, dẫn nó về giùm con đi. Cái thằng này nó khùng nặng lắm rồi. Mày coi chừng tao đó. Đi về đi. Thôi chị ơi, để mai rồi nói chuyện với em nha con. Em nó xỉn rồi nha con. Dẫn nó về lấy giùm con đi. Đi con mày... đi. Về. Mày điên quá thì vô nhà thương điên đi nha thằng kia. Buông tôi ra coi. Mày làm gì tao? Mày làm gì tao? Hả? Mày muốn không? Trời ơi! Mày làm cái gì? Mày làm cái gì tao? Buông ra đi! Trời! Chó ơi! Trời ơi! Con ơi đi về! Má lại con mà! Nó làm cái gì tôi? Đi! Thôi mà! Đi về! Nghe lời má về đi con! Mày sao? Tao nói là cuối rồi có đi về không? Trời ơi! Tính đâm của tao hả? Mày đâm đi! Dừng lại chị ơi! Trời! Chị ơi! Mày đi về chưa? Trời ơi! Chồng ơi! Sao mày giết em mày vậy hả? Chồng! Chồng! Con không có cố ý má ơi! Má người ta! Cứu người đi! Cứu người đi! Chồng ơi! Chồng! Có ai không? Cứu người đi! Bị cáo Đinh Công Trí. Bị cáo cho biết lý do vì sao bị cáo mang kéo đi đâm chết bị hại là anh Đinh Thế Trọng, chính là em trai của bị cáo. Dạ kính thưa hội đồng xét xử, em trai của bị cáo gây hấn với bị cáo, chửi bới, đánh đập bị cáo. Lúc đó bị cáo uất ức vì em trai mình càng ngày càng hung hăng, hành xử như một người điên, nên bị cáo chỉ định đánh để cảnh cáo, nhưng không ngờ lại gây ra cái chết cho em trai mình. Bị cáo thật sự không cố ý.
trước đây giữa bị cáo và bị hại có hiềm khích gì với nhau hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, trước đây bị cáo và em trai bị cáo rất yêu thương nhau. Nhưng kể từ khi bị cáo lấy Huệ về làm vợ thì em trai của bị cáo thay đổi thái độ, liên tục gây hấn với bị cáo, có lần còn dùng dao đâm vào lưng bị cáo. Nhưng lúc đó là do nó say xỉn nên bị cáo cũng không trách cứ. Vì sao bị hại lại ghét chị dâu của mình như vậy? Dạ thưa hội đồng xét xử, thực sự thì Huệ và em trai của bị cáo từng yêu nhau, nhưng do không hợp tính nên Huệ đã chia tay em trai bị cáo. Sau một thời gian, bị cáo mới qua lại với Huệ. Em trai của bị cáo không chấp nhận được chuyện này, nhưng vì nghĩ bị cáo và vợ bị cáo thật sự yêu thương nhau, qua thời gian thì em trai bị cáo sẽ quên. Nhưng không ngờ... Mời vị đại diện viện kiểm sát xin bày bản luận tội. Thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai tại phiên tòa hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Đinh Công Trí đối với bị hại Đinh Thế Trọng là giết người. Đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng nên sẽ phải chịu mức án theo đúng pháp luật đã quy định. Tuy nhiên, viện kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Bị hại cũng có lỗi khi đã nhiều lần gây thương tích cho bị cáo. Bị cáo phạm tội trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục hậu quả. Căn cứ vào điều 93 Bộ luật hình sự, viện kiểm sát đề nghị mức án 7 năm tù về tội giết người đối với bị cáo Đinh Công Trí. Mời vị đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời bà Đặng Thị Nhàn, mẹ của bị hại Trọng và bị cáo Trí đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bà có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của vị đại diện viện kiểm sát hay không? Kính thưa hội đồng xét xử, tôi là má mà tôi không dạy được hai đứa con của mình để cho chúng nó sát hại lẫn nhau. Bây giờ chứng kiến cảnh một đứa đã chết, còn một đứa vướng vào lao lý, thật không có gì đau lòng bằng. Kính xin hội đồng xét xử xem xét mà giảm nhẹ hình phạt cho con tôi. Tôi không thể nào mất thêm một đứa con nào nữa hết. Mời bà ngồi xuống. Mời chị Nguyễn Ngọc Huệ, vợ của bị cáo, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Chị có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát hay không? Thưa hội đồng xét xử, chồng tôi anh hiền lắm. Cái chết của em chồng tôi không ai mong muốn cả. Tôi dám chắc là chồng tôi không cố ý gây ra cái chết cho em trai của mình đâu. Vợ chồng tôi cũng muốn dọn đi chỗ khác sinh sống để tránh gặp mặt. Chưa kịp dọn đi thì ảnh đã vướng vào tù tội rồi. Bây giờ mẹ con tôi cũng không biết sống sao nữa. Còn đây là đơn mà của bà con lối xóm tình nguyện ký vào đây để xin giảm án cho ảnh. Đừng, kính xin hội đồng xét xử giảm án cho chồng tôi để chồng tôi về làm lại cuộc đời ạ. Mời chị ngồi xuống. Bị cáo Đinh Công Trí,
Bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử và nghị án. Dạ kính thưa hội đồng xét xử, bị cáo thật sự rất hối hận. Xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt, khoan hồng cho bị cáo, để bị cáo có thể sớm trở về với gia đình. Bây giờ hội đồng xét xử và nghị án giao bị cáo cho lực lượng công an quản lý. Xin lỗi má, con xin lỗi má, tất cả là tại con, là tại con. Hai má con vẫn chăm sóc lẫn nhau nha. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Đinh Công Trí đối với bị hại Đinh Thế Trọng là giết người. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cũng đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị hại cũng có lỗi khi đã nhiều lần gây thương tích cho bị cáo Trí. Bị cáo phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Trong quá trình điều tra, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã khắc phục hậu quả. Áp dụng điều 93 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đinh Công Trí mức án 7 năm tù giam về tội giết người. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Chỉ vì một phút nông nổi mà hai anh em ruột đã xảy ra ẩu đả, khiến một người thì chết, kẻ thì vào tù. Mức án 7 năm tù là cái giá mà Trí phải trả cho hành động nông nổi của mình trong một phút giận quá mất khôn. Thế nhưng trong quãng đời còn lại, chắc hẳn anh Trí sẽ phải sống trong cảnh lương tâm cắn rứt khi lỡ tay sát hại người em ruột của mình. Từ một người con hiếu nghĩa với mẹ già, thì nay anh trở thành một tội nhân giết người. Tôi không biết nên giận hay thương cho hành động của bị cáo khi ra tay với em trai mình, để rồi dẫn đến bao hệ lụy cho gia đình và người thân của mình. Còn người mẹ già, ở tuổi xế chiều cần có con cháu bên cạnh sớm hôm, thì nay một bên để tang con trai nhỏ, một bên chứng kiến con trai lớn lãnh án tù vì tội giết em ruột, còn nỗi đau nào cho bằng. Phiên tòa đã khép lại, nhưng nỗi đau máu mủ vẫn còn để lại trong lòng những người trong cuộc những vết thương thực sự rất khó phai nhòa.